Rồi Hiện Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Buổi sáng cô chú anh chị, quá trời mưa rồi, mưa không thể nào tưởng tượng được. Mưa từ chiều ngày hôm qua tới tối, tối rồi tới sáng cô chú anh chị ơi. Đó. Quá trời quá đất luôn. Đó. Rồi. Cho dù là trời mưa, trời gió, trời bão, trời gì cũng đi quay hết. Cái đồ cúng cho chú. Mưa quá trời phải xin hai cái bọc. Cái này thì cúng bánh ú, bánh ít chơi chú bà con ơi. Bây giờ là trời vẫn còn đang mưa nè. Thấy không, trên bàn chú có hai làm đèn nè, thấy không? Tối đốt làm đèn. Đốt làm đèn không? Đốt cái giác cũng còn kiều. Đó. Vậy là tối hôm qua là chị Hảo. Cái lồng đèn này là đem lên đốt có chị luôn hả? Có chị luôn hả? Chị đó chị. Thì cũng là đem lên đó chị. Em là của con Su. Con Su ha. Con Su, bé Su. Ai mà kêu con Su? Bé Su là con con của chị Hồng Loan. Bé thứ hai. À, cho nên á là chị không có lên trên mộ được, cho nên là nhờ là hai nhân viên. Hai nhân viên dưới nhà. Hai nhân viên dưới nhà. Đúng rồi, hai nhân viên dưới nhà lên để mà ơi nhất là mang hoa lên nè. Ở các cô chú chị thấy hoa mà hoa cầm túi cầu á, hai bên mà hai cái bó chà bá lửa luôn á, là của chị Hồng Loan, chị hát luôn chị. Tức là cái này là cũng là fan của chú Du Linh. À, rồi sau này là trở thành là nhân viên luôn. À. Thì như vậy thì mình sẽ tin tưởng hơn. À. À, thì nói chung á là giờ là hấp hương của chú anh chị ơi. Mà dặn nhớ gì chú nha. Đó. Mẫu của chú Du Linh. Bây giờ là trời vẫn đang mưa nha cô chú anh chị. Tiên che cái dù nhỏ để ghi hình cũng như là cúng cho chú Vũ Linh cho cô chú anh chị xem. Chứ mưa chưa từng thấy luôn. Đó. Quá trời. Mà sao cái cây này nó sao nhìn nó èo ột quá ha. Mưa chắc vài bữa nó sẽ tốt. Tốt hơn. Đang công kích Hồng Loan biết vụ gì không? À, cái vụ mà Hồng Loan mà hát ngày 27 tháng 9 để mà đi ra phát từ thiện, tức là sau đó đó, sau đó đi ra cái nó nói gì nè, nó nói là sau đó là còn lũ lụt đâu mà ra ngoài nữa. Nó xét vô đằng ý nghĩa. Trời đất ơi. Bây giờ á chị Hồng Loan đâu phải là đại gia đâu mà có tiền sẵn. Mình muốn có tiền thì phải làm, phải có tích góp. Rồi thôi cúng trước đi. Phải có cái chương trình. Nó có tiền, có doanh thu thì mình mới đi ủng hộ được. Chứ bây giờ đâu phải là đại gia như bà Hoa Hậu le le đâu mà đi ủng hộ liền. Không có la mộ được. Không có la mộ. Chị nha. Bữa nay mưa quá em quên cái vụ đem cho. Em quên cái vụ gì? Quên đem cái thuốc theo. Cái thuốc Hiện Tiên đem qua. Qua còn. Dạ, còn thì chị về chị cắt. Đốt thuốc cho chú ha. Chị vô đây chị. Đốt cho chú đi thuốc. Chị là chị không biết sợ mưa nha. Hay đau mà không sợ mưa. Hay đau mà không sợ mưa. Cái ngày mai thấy mất tiêu. Còn ta giữ sức khỏe anh ta thì ngày nào ta cũng có mặt. Sáng nay thì mấy anh em mưa quá cho nên là cũng có người đến đúng giờ, có người đến trễ bà con thôi. Quá trời mưa luôn. 2016 hết là dầm mưa từ nhà luôn. Đưa con đi học cũng mắc mưa luôn.
Nuôi chồng cỏ mười số ít rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Không phải là lo cho mình lúc nào cũng quan tâm người khác. Hai chồng 16 ít mất mưa còn hai vợ chồng 5B thì cũng mất mưa luôn. Mưa quá trời mưa. Đó, giờ hai mấy anh em là đang ở trong cây dù nè cô chú anh chị. Trong cây dù nâng bụng áo vàng nè bà con ơi. Chưa ăn sáng nó dỗ dỗ. Chưa ăn mà nó bự vậy mà ăn sáng nữa rồi bự cỡ nào. Mới có ổ bánh mì. Theo thông tin chưa ăn sáng mà ổ bánh mì. Ngày 20 nha. Quá trời. Trời ơi. Đây là cái lồng đèn của bé Su. Mưa quá nên là thấy mấy chị lên thôi mình cũng yên tâm. Nên là ra về. Chứ hả? Thì khán giả người ta comment á. Bữa nay. Ủa đi bằng xe 7 chỗ 4 chỗ chứ ai? Có dù người ta đi người ta mà phải giờ mình nói với ổng nghe mấy ổng đem dù sẵn. Ta đem dù sẵn chứ ta thấy trời mưa bão mà lên mộ nữa người ta phải đem dù sẵn thủ chứ. Ủa rồi hôm qua nghe nói là anh Hồng có lên rồi chưa lên hả? À đi đục mưa. Ai có việc thì đi, không việc thì về thì thôi. Ở mộ thì không có người này cũng có người kia. Ai lúc nào cũng có ở mộ của chú hết, không ai bỏ đi hết. Người này bỏ thì người kia cũng còn. Quá trời mưa. Đi thư đoàn có à? Không có hả? Nghe mà cái thông tin mà hành mà chuẩn bị lên mộ là chị Hồng Loan là cho người lên gấp. Lên trên trước luôn á. Rồi cho người về mộ gấp để giữ mộ. Cho người lên mộ đón trước. Cho ông thằng giữ mộ thay tin cái gì gấp. Cho ông thằng giữ mộ về mộ gấp. Tại vì biết sao nhiều khi là mấy anh em đi quay mộ á là sạc bên ông tới thì cũng nguy hiểm. Cho nên thôi cho ngự ở trực 24 trên 24 là chắc ăn nhất. Bên đây ổng mà lên đây ổng có ai nha, ổng đậu lộn đặt rồi thôi, chết luôn. Đó là tảng đá. Đậu lộn. Đâu có đâu, ta cần chi đậu. Moi cái cục gạch đây lên nè. Cắm. Moi cục gạch lên cái bỏ cái bại hơ xuống cái ập lại. Cái như yếm bồ vậy đó. Thì sao giống mình dễ được cho hôn cải. Chỉ đường cho ta làm. Chỉ đường cho ta làm. Nói đó chứ mộ chú có camera bà con. Dễ gì. Ừ, cho nên là vừa qua được cái hàng rào YouTuber mà cũng không thể nào mà lọt mưa được. Rồi thấy hết mưa kìa, lấy khăn lau miếng hình cho chú coi. Hết rồi mà hết, lát cũng mưa nữa hả? Tiên lau hình. Rồi tiên lau hình cho chú ha. Tại nó lạ lắm, sáng nó phải vậy. Nó quen á. Quen. Đúng rồi, chị sáng về chị cũng chưa đụng. Để thấy cái hình của chú ước tội nghiệp quá. Lạnh lẽo quá trời đi. Đi đâu lau mưa cơn á thì thấy mát. Chứ mà mua hoài thì nó thành lạnh cô chú anh chị ơi. Vậy em là người đầu tiên hả? À, chị là người đầu tiên. Đúng rồi. Mà sao cái lúc quét 300 thì lại quay, không quét 1 triệu nó không quay.
Bởi em nói cái vụ mà từ thiện chuyến này ở miền Bắc á, là có tâm hay không có tâm gì là vẫn bị những cái tiếng nha. À. Y như là Ưng Hoàng Phúc, chị thấy không? Ưng Hoàng Phúc chẳng bị, rồi ai nữa ta? Ngăn 98 cũng bị, là rất là nhiều. Rồi anh Võ Việt Băng, nói chung là cái đợt kỳ này thấy nó ở ngoài Bắc á, nói chung là thấy cũng sao, nhưng mà nhiều người cũng hơi ảo cái vụ đó, mà có nhiều trường hợp á là ta không phải như vậy mà đi phố ta thì nó cũng sao lấy tùm lum ấy. Giới thiệu thì có mà biết thì không thì đó, mà em thấy sao nhiều cái như người ta có tấm lòng thì nó lại khác, còn có những người sao thấy ra ngoài chủ yếu là để BR. Y như chị Hồng Loan, như tới đây cũng đi ra ngoài nè. Ơi, đang lo nha, chị Hồng Loan nghe nói tới đây dùng cái số tiền của cái chương trình này là đi ra ngoài đó. Theo anh nghĩ vậy hợp lý nè. Mà đi ra ngoài á là mấy thằng này nó lại sôi nữa nè. Thấy không? Nào nói à, người ta nói vậy nè, hương nhau thì trái ấu cũng tròn đó, thì hồi hương thì sao cũng vậy, còn tới hồi ghét bây giờ mình làm cái gì nó cũng sôi, rồi nó cũng công kích, rồi nó bộ ba bộ bốn đồ lên rồi nó ngồi nó khệ nó nói mệt. Thấy không, người ta hát vậy hay mà nó nói chê hát này kia, mà người ta là đi giao lưu mà nó nói người ta là ngu trời. Nghệ sĩ người ta cũng đâu có chịu. Còn phát 1 triệu mà đi phát có 300, mà bà nói là phát khiêm vậy, lúc mà phát 1 triệu đâu sao không quay, mà phát 300 đi quay. Rồi giờ về nói này nó nọ, ô trời. Đó. Trời. Tạnh mưa rồi. Sớm hơn người ta. Sớm giờ mưa tầm tã. Trời ơi. Trời đất ơi, hôm qua mưa quá trời quá đất luôn chị. Hôm qua tại tiên không ra xuất hiện. Tiên xin về luôn mà. Mưa quá. Mà làm ba cái việc từ thiện á, mình phải cân nhắc cơ, và mình làm phải rõ ràng minh bạch đó, mọi thứ đều minh bạch. Như đợt Khỉ Tiên cũng vậy, tới giờ còn nói cái gì ha, mà mình thì ở ngoài mình đâu có biết cái gì, mình không biết như thế nào. Nào biết thì nói, không biết thì mình chưa có biết được thì mình không nên nói. Mình nói là cũng ảnh hưởng. Tổng kết á là người ta sẽ chia đều, hoặc là tôi sẽ chia cho cái tỉnh nào mà thiệt hại nặng nhất. À, có số người mắc lớn nhất. Thì ở là chị châm dầu đèn trên đó, dầu đèn dưới này đó. Nói chung là ta sẽ cân đối. Tại vì mình mưa quá rồi em được chạy ào ào đâu có kịp. Mình đến cái địa điểm này, ví dụ nước nhập nó đâu có đi. Sáng chị với Ngọc lo mổ không kịp, vừa thợ xong chị chưa thấp hơn được luôn. Mưa quá thì mưa. Nhưng mà chưa có cạn bằng những cái người khác. Có những cái gia đình ở ngoài Bắc là con là mắc tới 5-6 người gia đình. Cho nên thấy có một cơn tóc là cho cái đó là dạng ủng hộ tinh thần thôi, chứ bây giờ nhiều quá mày phải nhiều doanh nghiệp rồi kêu phải hỗ trợ kìa, thương quá. Bệnh đây mưa có chút xíu gì mình thấy là nó bất tiện công việc rồi sức khỏe mình nữa, mà người ta ngoài đó là lũ lụt
rồi càng quét vô tới trong nhà lấy đi biết nhiêu, chưa tính là lấy đi cả người khăn luôn, chứ không phải là chỉ những đồ dùng rồi kia, vật phẩm rồi thì mình không nói, dụ như tủ lạnh, tivi ha, bắt kể xe cộ này lấy đi người khăn luôn, mà bây giờ mà chưa chắc là tìm xác được nữa, thấy thương quá trời. Hội chữ thập đỏ đó, rồi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. À, lâu mưa buổi sáng cho nên quá trời. Cái vấn đề từ thiện á, mà nó đúng cách á, là cũng phải xem xét cho kỹ lắm. Vợ hồng bà xưa có câu cho nên là cho nên là phía bên kia đó. Tối qua là tiên biết là chú rất là vui, cô chú anh chị. À, có mấy chị lên nè, rồi lồng đèn của mấy xu ha. Đó, đem lên rồi đốt khắp cho chú sáng rồi tối. Rất là ấm áp nha. Rồi tới đây thì tiên cũng xin khép lại cái video này. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Và hiện tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo nha.